Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Minh Tiền hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị các bạn một cái mảnh đất có chiều ngang mặt tiền 5m, chiều sâu 90m, nở hậu là 22m. Đất nằm ở thôn 2 xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Có mảnh đất thì có thổ cư là có 300m2, tổng diện tích là 450m2 nha các bạn. Thì nó cách quốc lộ 28 là 200m. Thì ở cái mặt sau ở phía cuối đất thì nhìn ra cái đường quốc lộ 28 thì nó chỉ theo đường chim bay này, nó chỉ có 50m thôi các bạn. Như hình ảnh mà cô chú anh chị nhìn thấy ở từ ở trên cao mà chúng ta nhìn xuống, chúng ta tháo view xuống thì nhìn thấy cái đường quốc lộ 28, cái đường cong cong đó các bạn, nhìn thấy cái đèo Quảng Khê luôn các bạn, và cũng nhìn thẳng hướng về trung tâm huyện á. Thì hình ảnh các bạn đã nhìn thấy á, nhìn thấy mấy cái hồ cái thứ á, thì nó rất là gần, thì nó cách công an huyện Đắk Long là chắc có cỡ là 500m đó các bạn. Nên là nếu cô chú anh chị các bạn mà có nhu cầu đầu tư á, thì xin hãy gọi về số điện thoại kèm ảnh mạnh, số điện thoại 0942017379. Tiền chỉ nhắc lại mọi chi tiết liên hệ về giá xin hãy gọi về 0942017379 gặp mặt. Xin cảm ơn.